Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tăng dung lượng ổ đĩa C nha các bạn. Ổ đĩa Windows, đĩa hệ thống á. Thì các bạn sử dụng Windows, bạn cài phần mềm hoặc là quá trình sử dụng nó sinh ra những cái file rác làm cho đầy cái ổ đĩa C, làm cho máy chạy chậm hoặc là nó hay báo lỗi load disk, ổ đĩa bị hết. Khi đó mình sẽ xử lý như thế nào? Bây giờ mình sẽ vào trong My Computer. Đó, khi vào My Computer các bạn nhìn thấy ổ đĩa C, ổ đĩa chứa Windows nó màu đỏ, tức là nó báo lên, nó cảnh báo lên là nó đã đầy nha các bạn. Nó hết dung lượng để giải phóng bộ nhớ. Giờ vấn đề là mình sẽ tăng cái dung lượng này để cho nó có không gian nó giải phóng bộ nhớ nha các bạn. Đầu tiên là các bạn vào trình duyệt để các bạn tải phần mềm nhé. Có thể sử dụng Cốc Cốc hoặc là Google Chrome. Ở đây mình sẽ hoặc là Firefox. Mình sẽ sử dụng trình duyệt Cốc Cốc. Ok, bây giờ mình sẽ vào thanh address bar đánh vào google.com. Ở mục tìm kiếm của trình duyệt Google á, các bạn gõ vào chương trình, tên chương trình là Mini Tool Partition. Mini Tool Partition nha các bạn. Ok, bạn click vào cái dòng mà Best Free Partition Manage for Windows. Chọn tiếp mục Download. Khi các bạn chọn download thì nó sẽ tải cái phần mềm về ở bên góc trái của trình duyệt. Bạn click vào để cài đặt phần mềm nhé. Chọn Run. Chọn ngôn ngữ. Đây mình chọn tiếng Anh nha các bạn. Ok. Next. Đường dẫn để lưu mặc định luôn nha các bạn. Ok. Yes. Mình sẽ cài cái phần mềm đó lên trên máy tính nha các bạn. Finish. Và bây giờ mình sẽ mở cái chương trình Mini Tool Partition lên nha các bạn. Thì ở cửa sổ Mini Tool Partition á, các bạn thấy cái ổ đĩa C của mình nè. Đó. Giờ các bạn thấy ổ đĩa C với ổ đĩa G nó là một chung một hard disk nha các bạn, chung một ổ cứng á. Partition C và Partition G nè. Giờ bên cái ổ đĩa G nó còn trống. Bây giờ mình sẽ resize cái ổ đĩa G nha các bạn. Mình click phải vào cái ổ đĩa G. Mình resize. Ổ đĩa G nó đang là 25 GB. Giờ mình sẽ resize nó còn 15 GB nha các bạn. Mình sẽ chừa ra 10 GB để mình cộng vào trong cái ổ đĩa C, cho ổ đĩa C nó nhiều hơn 10 GB nữa nha các bạn. Bạn click phải vào ổ đĩa G. Các bạn chọn Move or Resize. Chọn một mục Resize nha các bạn. Sau đó các bạn rà cái con trỏ chuột á tới cái đầu mũi tên, vị trí mũi tên nè. Đó các bạn kéo nha. Bạn kéo cái phần sao cho cái phần mà unclose by before nè. Nó di chuyển tới cái số 10 nha các bạn, 10 GB nha. Đó. Đó. Hoặc là mình sẽ đánh vào đây số 10, 10 GB. Ok. Nhớ nha các bạn, ở đây mình có thể mình kéo ở trước hoặc sau nè. Nhưng mà do cái ổ đĩa C nó tiếp giáp với cái bên trái cho nên mình kéo bên trái nha các bạn. Ok, sau khi các bạn resize xong nó sẽ chừa ra một khoảng đĩa trống đó. Các bạn bấm ok nha. Apply.
Z. Đó, vậy là nó đã resize xong cái ổ đĩa gà này, nó còn chừa một khoảng trống 10GB nha các bạn. Giờ các bạn sẽ tiếp tục các bạn resize ổ đĩa C nha. Bạn click phải vào ổ đĩa C, bạn chọn cái mục resize này. Đó, các bạn ra con chuột tới vị trí cuối, các bạn kéo nha, kéo nó ra nha các bạn, kéo ra thêm 10GB, 10GB trống rồi mình mới chừa ra đó, kéo cho nó hết. Ok, vậy nó thêm được 10GB nha các bạn. Ok, apply, yes. Đó, vậy là mình đã kéo ổ đĩa C ra thành công nha các bạn. Bạn thấy là ổ đĩa C lúc này nó sẽ khoảng trống nó nhiều hơn, cộng thêm 10GB nữa. Giờ mình sẽ ra ngoài My Computer để mình xem nha các bạn. Đó, PC mình bây giờ nó lên 15.5GB free trống. Lúc nãy nó màu đỏ, giờ nó chuyển sang màu xanh là chế độ OK Good nha các bạn. Khi nào nó báo lên đỏ chứng tỏ là cái dung lượng của nó đã sắp hết, nó cần cái dung lượng để giải phóng bộ nhớ ảo, cho nên các bạn tăng cái dung lượng hoặc là các bạn dọn dẹp rác, xóa bộ nhớ điện vân vân để cho nó có cái khoảng không gian để nó giải phóng bộ nhớ ảo nha các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái phần tăng cái dung lượng ổ đĩa C khi ổ đĩa C bị đầy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.